Thưa quý vị và các bạn, trên những cánh đồng tại xã biên giới Lâm Đớt, huyện A Lưới, hiện lúa đã chín ngả màu vàng rực. Để giúp bà con nông dân thu hoạch tránh được những thiệt hại do thời tiết thất thường, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế và đoàn viên thanh niên trên địa bàn đã huy động lực lượng xuống đồng giúp người dân khu vực biên giới. Để tránh nắng nóng, ngay từ sáng sớm, các chiến sĩ quân hàm xanh đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt cùng với đoàn viên thanh niên đã vượt qua những con suối, mang theo những nông cụ để đến những thửa ruộng của người dân thôn Cư So, xã Lâm Đớt để giúp thu hoạch lúa. Là một trong những gia đình chính sách neo người nên ruộng lúa của chị Hồ Thị Hàm đã được hỗ trợ thu hoạch lúa. Chứ không có ai cắt, nói chung trong gia đình thì mấy vụ trước thì trong gia đình làm ba sao ruộng thì cắt 2-3 ngày. Mà ngày nay là có các anh bộ đội và đoàn viên thanh niên có giúp thì một buổi thì cắt xong. Chị cũng rất cảm ơn các anh bộ đội. Địa hình hiểm trở, diện tích trồng lúa của người dân chủ yếu ở khu vực đồi núi dốc. Cùng với đó là thời tiết những ngày này ở đây rất thất thường. Ngày nắng nóng, chiều tối thường có mưa dông nên việc thu hoạch lúa vẫn gặp nhiều khó khăn. Trong gia đình em thì chỉ có hai sao ruộng. Thì trước đây thì hai vợ chồng làm với hai sao ruộng đi là có 2 ngày mới xong. Còn nhờ sự giúp đỡ giống như ngày hôm nay bên đội biên phòng với thanh niên tình nguyện và anh chị em thì hai vợ chồng cũng hoàn thành trong một buổi ngày hôm nay cũng đã xong. Trong những ngày vừa qua, đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt đã huy động hàng chục lực lượng cán bộ chiến sĩ phối hợp với đoàn thanh niên trên địa bàn xã Lâm Đớt xuống giúp các hộ gia đình thu hoạch lúa. Cán bộ chiến sĩ và đoàn viên thanh niên đã hỗ trợ thu hoạch hơn 2 hectare lúa cho 7 hộ gia đình trên địa bàn xã. Chúng tôi ưu tiên giúp đỡ các hộ gia đình chính sách, gia đình neo đơn, gia đình khó khăn để giúp bà con nhân dân gặt lúa. Trong thời gian tới, chúng tôi giúp đỡ các hộ gia đình tiếp theo để kịp thời vụ. Xã Lâm Đớt có diện tích lúa vụ hè thu lớn nhất của huyện A Lưới với hơn 240 hectare trên tổng số 1.000 hectare toàn huyện. Theo dự kiến, xã Lâm Đớt sẽ hoàn tất công tác thu hoạch lúa vụ hè thu trước ngày 20 tháng 9. Với phương châm lúa chín tới đâu, thu hoạch tới đó, các chiến sĩ biên phòng và đoàn viên thanh niên đang nỗ lực hỗ trợ người dân để đạt tiến độ đề ra. Theo chỉ đạo của huyện thì gặt hai vụ lúa hè thu thì phải xong là từ 15 đến 20 tháng 9 này. Thì đối với tinh thần đó thì đảng ủy và ủy ban đại chỉ đạo nhân dân cùng nhau phối hợp, đồng thời là có sự hỗ trợ của đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt đã về tham gia gặt hái với nhân dân cùng với lực lượng của đoàn viên thanh niên. Trong niềm vui được mua với những bông lúa triệu hạt cùng với sự hỗ trợ giúp đỡ của những người lính biên phòng đã tiếp thêm niềm tin, động lực để đồng bào biên giới hăng say lao động sản xuất, xây dựng khu vực biên giới ngày càng ấm no, hạnh phúc.